Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Anh em hôm nay đi kích cá mọi người ạ. Hôm nay nước to à. Ui rắn này. Ui rắn này. Đất nước. Thôi bỏ đi. Ai biết làm rắn nước rắn này ngọn. Ấy, tôi phi. Bắt đầu cho con rất đá đó mọi người. Anh em mình mới đi kích video đầu tiên đấy mọi người ạ. Bắt ít rồi phi dỗ dỗ để cho các cô ăn. Ui cá nó hút đi. Rắn giòn ngon hết. Anh em mình vẫn đi con máy 2 két mọi người ạ. Chịu khó hớt tí. Chứ bình thường anh em mình không bắt cá này. Sao con sọp. Ấy, đây đúng. Sọp sọp và tăm sọp này mọi người. Đây cho mọi người quan sát tăm này. Tăm sọp nó như nào. Nó mới to hay bé này. Tăm sọp rồi. Nó chạy đầu này này. Anh hớt hớt ra đây không có thôi. Đấy. Phi. Nước này là nước sọp luôn mọi người ạ. Đầu mất. Nước ta phải to hịch này. Muống này nó hay có sọp. Sọp này rất ưa thích ở muống. Thế là khó bắt. À, thích chui 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 rút. Đúng rồi, nó quạt quá nhỉ. Đầu tí. Còn tí nữa. Cúp cây mà. Đấy, nó vi dấu, bắt. Vớt lại ít cho cô ăn. Đặc sản hỏi sông bé mọi người. Đầy rất phi. Dung. Dung còn gì dung to lắm. À, rắn nước to hết. Nhìn kiểu này đúng dung rộng này là rắn nước rồi. Dạ, to. Đâu, quay lại sang rắn nước. Đấy. Dạ. Đấy, con này to. Ui, mọi người nó trơn kìa. Đấy. Nhiều người không biết có rắn nữa con nào. Rắn này rắn gì hoa nhỉ. Nhiều cá nó phi nhỉ. Đi dưới đây. Người ta trồng rau rồi. Ê quê mình đã trồng hành tỏi này mọi người. Đến mùa nhiều nhà ta trồng sớm, người ta bán tỏi sớm. Thì nó sẽ đắt. Nghĩa là nó có lon có củ nó non ngay là ấy rồi đấy, à, gió mà bán rồi đấy. Cá lên khủng khiếp luôn. Rồi thì có hết tí, có một tí. Đây. Lúc này là ít cá to ạ. Có là rùa giòn nữa mà. Cái này con sổ con chết rồi. Ui, ui dạ. Đưa này cho rửa. Xả nước rồi. Rửa nó mát ta. Có nước chảy ngầm nữa. Nên là cá sẽ theo đầu nước. Ui. Đấy, thử giòn to. Có sổ con. Định nghĩa là có sổ con là có sổ to rồi. Xuống rồi. Ui, ui con rô phi cụ này mọi người.
Đồ ao. Được 10 con như này thì mà 3 con nhà hai người ăn thoải mái. 10 con thì mấy nhà ăn hết. Con nước này xem là tình như này. Ui giời. Má nó tụ cá rồi. Ui to. Ui rô phí to anh. Đâu rồi? Con gì nữa? Có con rô phí to hơn cơ. Con này không phải. Quỳnh nhào nước. Bắt. Đâu nhỉ? Em thấy có hai con. Hai chạy lên trên rồi. Nghĩ nó chỉ trong cầm thôi. Ký đấy, con này con ngon đấy. Rồi đó, người giỏi thử. Kì. Giờ phì lắm này. Dung như cần cũ. Ui giời, rô phi này, Ui, hai con rô phi nhiều dã man luôn mọi người. Đi mỗi chốc toàn rô phi ngon. Ôi con to cái đâu nhỉ? Dạ, chắc là con này chín. Em thấy con đỏ au, con này đỏ au. Con này to. Con vừa bắt đây là con khác. Con động chạy đây. Chỗ này đúng rồi, thật bồn. Ui, nó mại chưa nhỉ? Uống nào con mại liền. Không hớt được, hớt được mại đẹp quá. Ngon quá, ngồi. Đây, nó đây. Đây mọi người, con này này. Nó đây mọi người. Ui giời, ngon chưa mọi người? Rô phi đực có không? Đấy ăn sướng đấy. Đấy giá luôn. Ôi mọi người. Rất nhiều rô phi con này. Cá rô phi không kịp ngáp mọi người. Cái này nó hơi rộng rạng. Đấy, đấy. Rô phi to. Bắt con đấy. Đấy, ngon này. Đỏ ao. Người làm sạch móc hết ruột mang móc cái màng đen nó ra xong rồi dán cháy cạnh nhìn vàng thơm phức này. Con giúp bé thôi có cho mấy giúp bé ăn không bằng bằng mấy con rút phi đâu. Nắm xương dưới của nó nắm xương này em chỉ thấy lấy. Ui sọp to. Ui sọp cô ngon sọp được sọp ngon quá mọi người. Ui sợi ơi mọi người, con lên con sọp này. Ui sợi sướng chưa mọi người. Đấy giết ấy. Chứ trứng
Thôi con được bỏ anh. Ui, rùi phi tung. Có con rùi phi to đâu. Rùi phi tung anh mọi người. Đây con này không phải. Con này con dẫu. Nhìn nó sọc to quá mọi người. Thôi thôi. Nhìn nó sọc thích luôn. Nhìn nó sọc to. Cứ mua mương nào, làm con ngon. Đấy. Rồi. Ui, ui sợ nó nhiều như ao này mọi người. Số bé, bé thôi. Bắt bộ những phi to. Ngon chưa mọi người? Con này ngon mọi người. Còn được phi to. Đấy, còn nữa. Đấy. Ui, nói tay. Ui, đây, cao quậy tay trên. Ui, sợ. Ui anh trên kia kìa. Ui cống kìa, cống kìa. Ui, ui nó chạy. Cái gì nhỉ? Cá nó chạy kìa. Ui mọi người quan sát trên cống kìa. Ui sợ kiếp. Nó như ao luôn. Nhìn như ao thật đấy. Nhiều đã mang luôn rồi. Ui kiếp trời, cái cống này nó bơi nhìn thấy cá luôn sợ. Ui, sọp, sọp con. Sọp cống như nó còn nhiều nữa anh. Mới thấy một con sọp to nhỉ. Đây, mọi người quan sát con cống đi. Ui. Vừa nó bơi một gầm cống thì nhiều, kinh khủng luôn mọi người. Nước đang rạch, nước nó đang cháy mà. Nhưng đánh nhau mỗi chốc còn từng đây, nhìn từng đây cá. Anh Trường nhắc con sò cho mọi người xem. Sò. Nhắc con sò. Sò này mới ra đầu phi to mọi người. Ngon chưa? Phì. Clip này anh em mình xin kết thúc ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Bây giờ anh em có khi đánh dọc bên đầu mương này có này đang sau mọi người xem ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Tất cả mọi người nhá.